Xin chào các bạn yêu dấu. Cái Đinh lại quay trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay sẽ là một clip khá là hay và chắc chắn là bạn nào cũng mong đợi rồi. Thì hôm nay cái Đinh sẽ hướng dẫn cho các bạn tải Minecraft Expansion Fantasy, hay còn gọi là Minecraft Rồng. Nhưng mà lần này mình sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn để cho các bạn không bị lỗi khi mà cài vô game, nó không có bị mất block ấp trứng rồng, mất biome rồng hay là không bay được rồng nha các bạn. Ok, các bạn hãy làm theo mình nha. Và ngày hôm qua ZHF vừa cập nhật một bản cập nhật có tên là 1.0.6, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài luôn. Nó cũng khá là dễ cài thôi các bạn ơi. Đây là bản cập nhật Expansion Fantasy 1.0.6 của ZHF đây. Ông ấy vừa mới cập nhật mới cập nhật thôi nha các bạn. Thì các bạn coi qua trailer của ổng ở trên YouTube á, thì các bạn thấy là cái video đó có đồ của Tinker nè, có loot bag nè. Nhưng mà sau khi các bạn cài vô xong á thì các bạn không có những cái món đồ đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn làm luôn á, chỉ cho các bạn cài vô luôn. Thì đây là Addon Expansion Fantasy của mình. Bạn kéo xuống dưới cùng giùm mình nha. Các bạn gặp cái phần Tinker Legacy và loot bag Addon nè. Đây. Thì các bạn nhớ sao chép hai cái đường link này lại nha. Nhớ sao chép hai cái đường link này lại. Đặng lát nữa các bạn chép lên trên Google á. Đó, các bạn chép lên trên Google á, đặng lấy cái link tải Addon ha, Tinker Legacy. Thì đây là hai Addon, Tinker Legacy và loot bag Addon sẽ được add vào trong sẽ được hỗ trợ khi mà các bạn cài chung với Expansion Fantasy á. Thì nó sẽ không bị lỗi đàm và nó sẽ không bị mất, và thậm chí là nó còn có những vật phẩm của Expensive Fantasy trong một cái addon khác luôn. Nên là nó khá là hay là ở chỗ đó. Và cũng do sự nhúng tay của ZHF vào. Đây, Added Compatibility to Tinker Legacy nè, thấy không? Đấy, rất là nhiều. Fix lỗi bung nè, đó, thấy không? Lỗi bung 3 spam warren nè, đó. Update icon patch nè, Reduced odds captain spawn ray nè, đó, thấy không? Rất là nhiều những cái cập nhật mới luôn. Và Expensive Fantasy 1.0.6 Addon, các bạn chỉ cần nhắn vô là xong. Nhắn vô, và các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn tải luôn. Đó, thì nó sẽ không có đưa các bạn qua mấy trang Adafly đâu, mà nó sẽ đưa các bạn qua trang riêng của ông ZHF. Đó là cái phần mà các bạn cần phải coi, nó không có giống như những cái lần trước đâu. Ồ, một cái background, một con hắc long cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn kéo xuống nha. Các bạn kéo xuống dưới cùng đây. Nó có cái chữ detail nè các bạn, thấy cái chữ detail không? Ở ngay trên Expensive Fantasy nè, nhắn vô cho mình, nhắn vô chữ detail. Rồi các bạn kéo xuống cho mình, hay chữ download các bạn nhắn vô. Đó. Rồi, bắt đầu nó mới đưa qua Adafly. Đó, là nó khó khăn ở phần đó đó các bạn. Rồi, các bạn nhắn Danny. Rồi, đợi trong vòng 5 giây đây các bạn có thể bỏ qua được quảng cáo thôi. Nhiều bạn á, vô xả Adafly các bạn thấy nó không có qua gì chứ. Nè, nhất là cái phần mở đi cửa sổ nó khá là khó. Vui lòng nhắn alo để tiếp tục, nhưng mà mình nhắn từ chối cũng được, không cần nhắn alo làm gì. Danny á, đây các bạn cứ nhắn quảng cáo ra, các bạn cứ nhắn ít cho mình là nó sẽ tự động qua thôi. Nhiều bạn tới đây đứng luôn. Đó là cũng do một cái lỗi gì đó, xem chưa, xả hết quảng cáo nha các bạn. Rồi, nó sẽ tự chuyển vô. Rồi bạn nhắn click link để các bạn tải cái này, tải addon về. Nhưng mà chưa đâu, nó sẽ vào my file liền, nó chưa có vào media file liền đâu, nó vào my file của ông này nè. Rồi bạn nhắn vô Expensive Fantasy addon. Rồi nó mới đưa qua media file. Gắt gói lắm. Rồi bạn nhắn tải cho mình nha. Bạn nào, rồi các bạn cứ nhắn tải xuống cho mình nha. Rồi bạn đợi một tí. Bạn nào mà đã làm quen bạn nào mà đã quen với cái việc mà nhấn vô one click để có thể cài addon vào rồi á, thì mình không nói nhiều ha, nhấn Minecraft chỉ một lần luôn. Và một số bạn á, nhấn vô nó không có chữ Minecraft, nó chỉ có file của bạn thôi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn. Bạn lên Sharklay nha. Cho mình cái phần mềm có tên là Zachiever nha các bạn. Đây là phần mềm giải nén Zachiever. Sau khi cài đặt Zachiever xong, các bạn nhấn mở cho mình nha. Bạn mở Zachiever lên nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài chi tiết. Rồi bạn nó hiện lên những cái mục cho phép, bạn cứ nhấn cho phép. Đó, nhấn OK là được. Rồi hiện ra cái gì cứ nhấn OK. Rồi thì các bạn nhấn vào phần bộ nhớ thiết bị. Các bạn kéo xuống. Các bạn tìm mục download cho mình nha. Nhấn mục download. Các bạn nhấn vào cái ống kính lúp. Các bạn nhấn Expensive Fantasy nha.
các bạn nhắn chữ expensive thôi cũng được nữa. Đó thấy không? Đây expensive nó sẽ ra expensive fantasy 1.0.6 add-on nè. Bạn nhắn vô. Nhắn vô cho mình nha. Có chữ mở với lại cái nút mũi tên. Đó các bạn cứ nhắn vào chữ mở là được. Là nó sẽ chuyển vào Minecraft cho các bạn. Thì sau khi cài add-on expensive fantasy vô rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài thêm hai cái add-on hỗ trợ nữa nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài thêm hai cái add-on hỗ trợ của expensive fantasy, có đồ mới, có loot mới. Rồi các bạn nhấn vô phần search ở trong MCBDL nha. Các bạn gõ cho mình gọi là Tinker. Gõ chữ Tinker cho mình nha. Đây là Tinker Legacy Infernal Update. Các bạn nhấn vào cho mình nha. Nhấn vào. Rồi các bạn kéo xuống dưới cùng, nó có những món đồ mới nè. Và hỗ trợ cho add-on gồng của chúng ta luôn. Đó. Và hỗ trợ cho Minecraft 1.16 nha các bạn. Đấy, chỉ hỗ trợ nhất cho 1.16 thôi. Sau đó các bạn nhấn vào chữ Media File cho mình nha. Nhấn vào chữ Media File. Rồi các bạn chọn vào MC Pack. Đó. Các bạn chọn Eternal Download 1 Lit Install. Rồi bạn chọn Tinker Legacy 1 Lit Install. Rồi các bạn cứ nhấn vào đây để download vào thôi. Rồi các bạn làm tương tự như các add-on gồng hồi nãy. Các bạn vào Achiever, các bạn làm tương tự nha. Bạn gõ chữ Tinker Legacy trên cái một cái loop á. Rồi bạn cứ nhấn vô cái chữ xem là được ha. Rồi và add-on còn lại là Loot Bag. Các bạn gõ cho mình chữ Loot Bag nha. Loot Bag. Đó, gõ cho mình chữ Loot Bag nha. Sau đó các bạn thấy được cái Loot Bag đầu tiên nè. Đây là Loot Bag nha, nhấn vô cho mình. Các bạn kéo xuống dưới cùng. Các bạn nhấn Download Add-on nè. Đó. Nhấn vô. Nhấn vô chữ Download Add-on nha. Rồi bạn kéo xuống dưới cùng cho mình. Các bạn nhấn chữ Download Add-on siêu to dưới đây này nha. Rồi nhấn vô. Nó sẽ tuyển bạn tới Media File. Rồi các bạn nhấn vô chữ Download siêu to khổng lồ này nha. Rồi các bạn làm tương tự như add-on gồng ban đầu là được. Ồ, và mình nói cho các bạn biết rằng add-on rồng này chỉ hỗ trợ cho bản Minecraft 1.0.2 chính thức mà thôi. Official đó các bạn. Bạn nào đang chơi 1.16 beta thì các bạn hãy xóa ngay bản đó. Các bạn tải bản 1.0.2 chính thức ở phía dưới mô tả của mình nha. Các bạn phải tải cái bản đó nha. Nếu mà bạn không tải bản đó thì coi như là add-on của bạn không chơi được. Không có cái bất kỳ món vật phẩm mới nào, hay là bất kỳ cái bơm, hay bất kỳ cái block áp trứng nào. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài tổ hợp add-on vừa rồi vào, tạo một cái map mới. Và đặc biệt các bạn luôn luôn phải nhớ là bật Experimental Gameplay lên cho mình nha. Continue. Và bạn vào Resource Pack thì các bạn muốn để cái nào ở trên cùng cũng được, cái nào dưới cùng cũng được. Riêng mình thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho Tinker Legacy vào trước nha. Cho Tinker Legacy vô trước. Tiếp theo là Loot Bag. Cuối cùng là Expensive Fantasy. Tương tự với phần Behavior Bag, các bạn cũng làm như vậy luôn nha. Đầu tiên các bạn cho Tinker vô trước. Cho Tinker Legacy vào trước. Nhấn Continue nha. Xếp thứ tự của cái này trên cùng nha. Expensive Fantasy là trên cùng, Loot Bag ở giữa và Tinker ở cuối. Thì nó sẽ dễ hơn. Rồi các bạn tạo cho mình một cái quốc mới thôi. Tạo mình một cái quốc mới nha. Đây là Expensive Fantasy chúng ta. Rồi bạn mở ra coi thử có lắp ốc trứng gồng không nha. À không có lắp ốc trứng gồng. Nhưng khoan vội. Khoan gọi đánh giá. Khoan vội đánh giá đã. Lắp block ốc trứng rồng bị 2. Một số bạn vừa tải về không có lắp ốc trứng gồng, la làng lên. Anh Kitty ơi, em tải về rồi nhưng không có lắp ốc trứng gồng. Em tải em chơi 1.16.0.2 rồi, không có lắp ốc trứng gồng. Lắp ốc trứng gồng nó bị 2 các bạn ơi. Nó bị 2 nên là các bạn bắt buộc phải gai ra ở trong cái câu lệnh. Sẹt gai. CK. Volcano. Volcanic. Và Volcanic Lock nha. Đây là một block đầu tiên. Đó, đây là block, các bạn phải nhớ tên block nha các bạn. Đây, block up trứng gồng lửa. Volcanic block. Không sai các bạn ơi, vẫn có block nhưng nó bị ẩn, các bạn bắt buộc phải gai ra bằng lệnh.
Nhiều bạn vừa tải về cái la làng lên liền, nói là anh Kiddin chỉ không đúng, nói anh Kiddin lừa đảo này kia kia nọ. Nhưng không, mình chỉ là luôn đúng. Và nói chung là đồ đạc trong đây đã có đầy đủ rồi đó. Những món đồ của Tinker, bình thường nếu như mà một cái add-on nào đó, một cái add-on liên quan về vũ khí mà các bạn đặt ở dưới cùng á, thì nó sẽ bị lỗi đam. Bây giờ mình sẽ thử gài ra một số món đồ của đây, một số món đồ của Tinker ha. Một cây rapier nè, mình rất thích cây này luôn. Rapier chém rất là nhanh nha các bạn. Đó, tốc độ chém nó nè, nhìn nè, đó, tốc độ bàn thờ luôn nha các bạn. Và chắc chắn là không bị lỗi đam nha. Bạn tin mình không? Đây. Đó, thấy không? Chém rất là hấm. Không có bị lỗi đam nha các bạn. Đây, mình chém thử con zombie cho các bạn coi nè. Để thử cái hammer mới được. Thấy không? Hai phát là chết con zombie ha. Để thôi bạn nói mình lừa nữa. Đây, 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 đây. Một phát một luôn các bạn ơi. Một phát một luôn nha, thấy không? Không bị lỗi đam dù mình đã xếp Tinker ở dưới cùng nha các bạn. Đó, có bơm lửa luôn nè. Thấy không? Mình chỉ sao là có cái gan gì đó. Các bạn nhớ xài đúng phiên bản Minecraft và đúng phiên bản Expensive Fantasy là được. Là 1.16 ha các bạn. 1.14 hình như là giờ không còn hỗ trợ nữa rồi nha các bạn. Khi bạn giết zombie nó sẽ có tỷ lệ gây ra loot back. Để coi coi có không đã. Kiểm tra thử coi. Có tỷ lệ gây ra cái loot back nha. Các bạn về đêm các bạn cứ đi farm quái nha. Thì loot back thì các bạn sẽ có thể gây ra được sẹt ghi áp vòng B. Các bạn muốn cái nào? Epic Pack, Legendary Pack, mình sẽ chọn thử cái Epic Pack nha. Đây. Đây là cái Epic Pack, cầm lên. Đè xuống, đó sẽ ra những cái món đồ trong Expensive Fantasy nè. Ủa, không có hả? Nè đi, đó có quần của Expensive Fantasy nè các bạn. Thấy chưa, mình nói đâu có sai đâu. Add-on này hỗ trợ Expensive Fantasy nè, thấy không? Giáp gồng nè, thấy không? Đó. Mình nói đâu có sai đâu. Đó, thấy không? Rất nhiều, rất nhiều luôn, tha hồ kim cương luôn nè, thấy không? Nói chung là tất cả những cái này nó hỗ trợ. Các bạn nhớ chuyển sang chế độ sinh tồn nha. Nhiều khi chế độ sáng tạo các bạn giết nó không ra cái loot bát luôn nha các bạn. Nhớ chơi sinh tồn của các bạn giết quái nha. Giết nhện, giết gipper, giết skeleton, giết zombie nó sẽ ra cái loot bát này nha. Và tỷ lệ ra của nó sẽ tùy theo. Ví dụ như là rare thì sẽ rất là hiếm để có thể ra được. Common thì ra cực kỳ dễ. Và legendary là quyền thoại. Tỷ lệ ra là 0.1% luôn nha các bạn. Rất là hấp luôn. Rồi và đó là phần hướng dẫn của mình để hướng dẫn các bạn tải add-on Expensive Fantasy mới. Nhớ ấn like, subscribe nha. Thì bản này đã được fix lỗi đồ đàng hoàng rồi, hỗ trợ 1.16 chơi rồi, bao phơi luôn các bạn ơi. Nhớ like nha, còn bạn nếu bạn nào vẫn làm chưa được á thì nhắn về Messenger mình sẽ chỉ các bạn. Bye. Link 1.16.0.2 mình để dưới nha các bạn. Nhớ tải nha.